Thầy nói nè, thầy nói cho cô chú nghe coi, con làm sao? Con sao? Nói mẹ ơi sao? Mẹ ơi sao? JD, stop. Stop being silly. Con nói đi, mẹ ơi con sao? Mẹ ơi. Con sao? Con sao? Con yêu gì? Con yêu gì? Nói cho cô chú nghe, mẹ ơi con yêu gì? Nói. Nói cô chú ơi, con mới ngủ dậy. Chay kỳ ghê. Rồi con ngủ có ngon không? Con ngủ có ngon không con? Best to yes. That is good. Be your piano. Con hát bài beat. Con hát bài beat chim cho cô chú nghe thôi. Hát BJ Max nha. BJ Max. BJ Max. BJ Max. BJ Max. Phải không? Phải không? BJ Max. Nói tiếng Việt nha. Mẹ ơi sao? Mẹ sao? Cute. Cái gì vậy? À muốn đắp bàn đó hả? À, muốn đắp bàn đắp đi. Nè. Em bé đầu mùa tóc rối. Thôi nè, bây giờ mày ngày nay mày dẫn chị đi cắt tóc nha. Cắt tóc cái máy vậy nè, cắt cái máy để nằm ngang vậy nè cho dễ thương. Mình thử đi, thử thay đổi kiểu tóc của mình đi. Nhìn chay mắt cười ghê của chú. Rồi bữa nay là đi học nhạc nghe chưa? Nay là đi học nhạc đó. Nay để vô học nhạc nè, đây nè mẹ hỏi nè. Mẹ hỏi nè. Forte là gì? Forte. What does it mean? Con nói forte. Nói đi con, forte. Nói vậy là sao cười? Một nhà một trường lắm á vậy. Cô nói đi, forte. What does it mean? What does forte mean? Không mày không mày. Forte means loud. Can you say loud? Forte. Forte mean loud. Forte. Vô duyên không? Có đi vô duyên không? I like being silly. You like being silly? Yes. Trời ơi trời. Nó nói là nó thích being silly có nghĩa là cà rỡn mà tiếng Việt nó dịch ra làm sao ta? Being silly. Có nghĩa là nó thích làm những cái trò ngớ ngẩn á. Đúng không? Nói con thích làm những trò vui ngớ ngẩn. Nói đây. Anh chơi dạ dạ. Thôi gặp lại cô chú ở chủ lớp học nhạc nha. Rồi. Con nhẹ nhàng với Lucky thôi nha. Đúng rồi. Nhẹ thôi. Con có thương Lucky không? Con có thương Lucky không? Con vuốt chiếc ly nhẹ nhẹ làm sao? Thôi ơi. Chúc Lucky sức khỏe đến ghê ghê. Lucky sức khỏe đến ghê ghê. Không ai biết con ghê ghê là con gì luôn á. Chay bữa nào con cầm cái bút con vẽ cái con. Hả? Bữa nào cái con cầm cái cứ... Có mấy Lucky? Sao có ba Lucky dữ vậy? Con nhìn thấy ba Lucky à? À con thấy hết Lucky luôn à? Trời ơi con kìa.
Lucky đang hiền đó, Lucky là đang hiền đó nha. Chứ không phải là đời nào là đụng được Lucky, chỉ cần vuốt cái đầu nó thôi là nó đã wow rồi đó. Không phải nó dữ mà là cái nó thích chơi. Chứ không phải là nó dữ, nó wow cái kiểu mà wow cho mình đau, cho mình hung dữ, không phải. Trời ơi, chay này là có phước lắm mới được nằm lên Lucky. Bình thường là con biết không bao giờ được đụng vô Lucky, không có cho đụng ai đâu nha chay. Trời ơi thương ghê trời. Ôi trời ơi, có hai chị em đó kìa. Ôi thương nhau quá đi. Trời ơi, đây đây mẹ. Mẹ ấy cái tóc lên cho cô chú thấy mặt cho rõ ràng nè. Ôi trời ơi, hai chị em. Ôi trời ơi, nó hung kìa. Ôi chào ơi. Ôi chào ơi, thương má đi trời ơi. Nó kìa chuẩn bị bỏ chạy nè. Wow. Cô chú nói lâu quá. Ngồi nhìn nó kìa. Ngồi nhìn nó kìa, có nó kìa làm gì? Oh, his tail is moving. À, nó nói cái đuôi của Lucky á là đang 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 quẩy quẩy. Nói tiếng Việt cho mẹ coi. Mẹ mẹ ơi, mẹ thấy không mẹ? Mẹ ơi, mẹ thấy không mẹ? Cái đuôi của Lucky đang quẩy quẩy. À, cái đuôi Lucky quẩy quẩy vậy hả? Vậy thường thường con chu đích là cái đuôi con đang quẩy á phải không? Dạ mẹ ơi, đúng rồi. Trời ơi, hung đuôi Lucky luôn có được không? Con nói tiếng Việt mẹ ơi. Cái đuôi của Lucky nó quẩy 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 quẩy. Cười. Nói tiếng Anh không hả? Gì vậy? Con nói mẹ mẹ Lucky quẩy đuôi. Ừ, nó kỳ quẩy đuôi đó. Giờ kỳ quẩy đuôi quýnh chay á. Không mà. Không mẹ ơi hả? Trời ơi, cô chú thương cái câu mà chay nó mẹ ơi lắm luôn á. Giờ gần 1 giờ trưa rồi nè. Chuẩn bị thu xếp xong rồi cái mình đi xếp hàng rồi, cái mẹ đi rửa xe rồi, cái mẹ đi nhà băng, mẹ đi công chuyện nè. Ồ, nó nói it's okay buddy. Là nó nói không có sao đâu người bạn của tôi ơi, ví dụ vậy đó. Mẹ ơi nhìn con nè. Nói lớn lên. Đúng rồi. Mẹ là bữa giờ mẹ bận là mẹ thả lỏng rồi, con nói tiếng Anh không nghe chay nha. Không, chay à, chay, chay đó, giỡn tới khúc đó là hết vui đó. Giỡn tới đây là hết vui đó. Thôi để cho Lucky nằm ngủ đi con. Ư giờ vô làm sao? Cái miệng Lucky bự không? Rồi hỏi Lucky nằm xích vô té. À nó sợ Lucky tầm té Lucky. Thôi đừng có đưa cái đó là cái niệm. Rồi đó con làm Lucky đi luôn rồi. Nhầm giờ thôi bây giờ đi nè, mẹ cổng nè. Cổng 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 đi chạy trời mưa nè. Đi vô đánh răng đánh răng đánh đánh răng đánh riết rồi nè. Ok ra mẹ mở cửa, ra mẹ mở cửa vô. Chạy vô lẹ lên, lạnh. Hello. Hay cửa thôi. Yeah. Hi. Where did you go, JD? Say I went to Texas. You went to Texas? Yes. Oh my goodness, what did you do in Texas? Celebrating my 3-year-old birthday. Oh my goodness, well, happy birthday. An Elsa birthday. You had an Elsa birthday, right? An Elsa birthday? Yes. Oh my goodness, that's so cool. All right, well, are you ready to start, Miss G? Yes, are you ready? What color do you want to draw with? Pink, blue, red, purple. What color, JD? Okay, what are you gonna draw? Oh, are you gonna draw lies? There you go. Good job. Good job. Okay, we're gonna look through the stuff that we did last week. Let's use this today. How about that? What about we learn the
quarter note, right? That looks like this. Can you draw this? This one. Good job. Can you add a stem, a little line up? Quarter note, like this. Good. JD, look at her. Look at this one. Do exactly the same one. Circle with a line. And where's your line? A line on the side. Good job. Nice. Good job. Now what is this called? This is called our quarter note. Can you say that? Quarter note. I know you can say it. Quarter note is, do you remember how many quarter notes, how many beats is a quarter note? Oh, what about this one? What is this? Good. And 14 means? Loud, very good job. Good job. And what's this? What's this? What is this note called? Quarter note. Good, good. And how many beats is a quarter note? Jay, look, I'm pointing at it. How many beats is a quarter note? Four. One beat. JD, can you sit on the chair, please? Okay, how about, let's do it this way. Can we try to draw it that big? Good job. Now draw the line. Good job, good job. Oh, just one line. Now, how about we draw the music staff? That one has more than one. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Yeah, we are tapping notes. You ready? Tap your triangle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Good job, Miss Jade. Do you want to play on the drums a little bit? Yes. Yeah? Let's see. Go sit down, okay? I'll see if I can find you some mallets. Go sit down over there. There we go. See those rainbow sticks? Oh, I got two. You got three. Can I have one, please? Can I have one, please? Thank you. Okay, remember the rules with the drums? When Miss Rachel is talking, the drumsticks are up. Right? Good, good. Ready? 1, 2, 3. Is it too loud? Yes, you press it. You press it and harder though. Set up correctly. It's not set up correctly right now, but it would push the symbols together. Let's try the symbol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Good job, good job. Do you want to walk around the room? Let's do that. Let's hold ours. Ready? We've marched with the beat. Ready? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Good job, Miss Jade. Come on. Come on. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Good job. Good job, good job. Ready? Let's go again.
Oh, get your noise maker. What do you want to use? Do you want to use this one? No? There you go. Good job. Can I show you? I just need one. I just need one to show you. It's red and blue. Exactly like that. Like this, Jade. See the little hole? You put your finger there. Yummy. Ready? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Good job, Jade. Let's keep going. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Do you want one of these? Do you want to try it with these? No? 1, 2, 3, 4. Ready? Come on, kids. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Good job. Come on, let's keep going. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Good job. Are you done? Are you tired? Let's do one more. Keep up a little bit.